Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về ẩm thực bài, ẩm thực cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay sẽ là những cái món hàng quen thuộc và chủ lực mà Khôi đã bán nhiều năm qua. Tuy nhiên hôm nay lên sóng hai cặp loa rất đẹp đó, thị trường có nhiều nhưng mà đẹp như thế này thì được gọi là hàng hiếm. Hai cặp loa đến từ thương hiệu của AR2 AX bánh bò gân đỏ chiết áp nhựa và AR3A thùng thông. Thì những ai yêu thích những cái dòng loa cổ thì cùng xem clip với Khôi ngày hôm nay. Thì nó quá nổi tiếng và đã quay hàng trăm clip rồi. Thì về cái xuất xứ các thứ thì mình chắc cũng không cần nói, mà sẽ tập trung vào về cái loa anh em nhé. Về tình trạng anh em đẹp xuất sắc luôn, đẹp theo đồ cổ gọi là xuất sắc, vuông vức nguyên bản không bể nở anh em nhé. Đây mình quay cận cận các clip Khôi bán, Khôi đều quay rõ ràng như thế này nha. Rồi về lưới e căng anh em zin nha, tem đồng của nó theo thời gian thì nó bị ố này, cái này có thể mài ra được này nhưng mà nó thành đồ mới nha. Đó cái căng zin của nó lên nè, anh thấy không, các cái đinh bấm ngày xưa nó rất là cong queo mộc mạc nhưng mà nó rất là có giá trị nha. Rồi đây về loa nè thì nó là bánh bò gân đỏ nha, đó, ba đường tiếng dùng loa nén cổ mặt cây đít cây, cái này là mặt cây này, tí Khôi xoay lại cho anh em xem cái đít cây đó. Chưa có bung luôn anh em nha, trung chép là chưa bung ra luôn đó. Thì cái gân này anh em có đời là gân đen gân đỏ thì nhiều người bán hàng họ múa máy họ nói là gân đỏ thì nó hay hơn, nhưng mà Khôi thì không có nói vậy, nhưng mà Khôi chỉ nói là gân đỏ thì nó ít gặp hơn. Đầu tiên là nhìn nó đẹp anh em, thứ hai là ít gặp hơn, và nghe đâu một cái thông tin là nó lâu khô hơn anh em. Đó, về Việt Nam lâu khô đây này anh em, có một cái cách nhận biết là giữa hàng bại với hàng bờ. Hàng bại là đầu tiên là họ chưa có dưỡng gân đâu, tại vì mình mới về Việt Nam mà có dùng đâu mà dưỡng, nó còn rất là mềm. Cái thứ hai nữa là nó bung ra, nó bong ra đây, đây. Anh em sờ vào cái nó bung ra liền. Còn những cái cặp mà đã dưỡng gân rồi sơn rồi đồ á thì anh em sờ vào nó khó lắm, tại vì nó nhão rồi, ở Việt Nam điều kiện không tốt nhé thì nó sẽ khô đi. Đấy, đó là cái cách nhận biết ha. Rồi đây là bánh bò chắp phíp lên em ha, chắp phíp trung này nè, trung giấy trung bông, nó có cái bông mút gọi là trung bông ha. Đó, rất đẹp rất tuyệt vời. Đó, cặp thứ nhất. Cặp thứ hai là cặp cũng quen thuộc thôi, nó là AR3A. Đó, nó hiếm ở đây là cái thùng thông này, và nó hiếm hơn nữa là nó còn nguyên vuông vức không bể nở, tại vì những cái dòng này mà nó bể nở lại ở Việt Nam không có gỗ để thay. Đó, nên những cặp này thuộc về hàng hiếm nha, hàng hiếm. Đó, rất là đẹp, ở trên này có cái điểm nối này rất đẹp. Đấy, AR3 lưới của nó theo loa nha, lưới của nó theo loa. À, rồi thì phiên bản này là AR3A bánh tiêu. Bánh tiêu á là gân mút, gân mút thì nó mục mình thay, nó giống một số dòng hàng JBL hoặc EPI á nha, đó là mình thay, hoặc là một số dòng Bione mình cũng thay, thay S80A là mình thay cái gân này nè, mình sử dụng 5-10 năm gì đó nó mục thì ra xanh. Với lại do cái mình bắt buộc phải thay là cái cặp này á, nó đã sản xuất tới trên trên 50 năm rồi ha, thập niên 1960 70 nên nó mục nha. Đây chưa bung luôn anh em, chung chắc là chưa bung ốc ha, được quay gần như năm sẽ chỉ có là tháo bát ra để thay gân ha. Rồi rồi đẹp tuyệt vời. Thì những cái dòng này là dòng loa cổ nè. Đấy, thì để ship về được những cặp như thế này thuộc về hiếm lắm em. Thì hiện tại thì bên Mỹ hàng cổ thì ngày càng khan hiếm, tại vì không phải lúc nào cũng có, hoặc là mình phải săn được thì mới có hàng nha, tại vì chứ không phải lúc nào cũng có như đồ mới nhá. Rồi cái thứ hai nữa, đô nó lên ship vận chuyển cao ấy, tiền mua cao thì vận chuyển cao nên hàng ngày càng khan hiếm. Nhưng mà ở Việt Nam thì tình hình kinh tế khó khăn nên giá càng rẻ, nên anh em nào mà có điều kiện mua trong cái mùa này á thì nó gọi là thời điểm vàng mua sắm nha. Bây giờ Khôi sẽ xoay lại cho anh em xem cái đít. Đây, cái mặt sau của nó rất là đẹp này, thì Khôi đã chịu khó quay lại để mình xem cụ thể chi tiết ha, rất đẹp này. Đây là mộc, không có xì ba này. Đó, không có xì ba tuột tác trên cái sườn á, trên cái thân của nó đây có cái số 2 là R2 này nhé. Thì đời này là đời chiết áp nhựa này, màu đỏ luôn. Lưỡi gà, đây lưỡi gà chỉnh rất là tốt và có độ bền này nè, tem cờ đầy đủ ha. Series thì nó không trùng nhau nhưng mà nó chỉ cách nhau số cũng không xa lắm, nên nó
đẹp ha. Rồi cặp thứ hai đây, cặp AR3A thì nó mắc một cái tem dưới nhưng mà trên này số series vẫn còn này nha. Thì phiên bản này là phiên bản thùng thông nha, thùng thông đít cám đó, chiết áp bên này. Bên này thì nó có cái núm, nó có cái núm để siết lại anh em nha, nó có cái núm để siết lại đó. Còn bên này thì không, nó tùy theo cái model loa thì có hoặc không có, nhưng mà các con ốc vẫn còn đầy đủ anh em. Và cũng lưu ý nè, chữ T với số 2 là cầu nối tắc này ha. Số 1 này, số 1 là chân âm, số 2 nối tắc là chân dương. Đấy. Trường hợp mà một số cặp và thợ họ đấu ngược ở trong kia thì anh em kiểm tra lại. Thì trên mạng cũng có nhiều cách để mình chỉ kiểm tra rồi nhé. Rồi ok, thì đó là xong về cái hình thức, rất đẹp, rất tuyệt vời. Khôi là bán hàng rất là rộng, công khai. Thì cái thùng thông này nè, anh em nhìn này, nếu mà bể thì không thể làm được ha, có thể nếu như chảy tróc thì mình có thể xì ba được, nhưng mà bể là không làm được nha. Đây là zin tuyệt vời, tuyệt phẩm nha. Rồi ok, rồi Khôi đã quay tất cả rồi. Khôi chia sẻ thêm là những cái cặp loa này Khôi mua là chưa giật căng, về là mình tự tay giật căng, mình kiểm tra, mình vệ sinh chiết áp, nên Khôi đảm bảo cam kết với anh em là cái đúng hàng, đúng như lời Khôi nói ha, bao zin cho anh em các kiểu luôn, và cũng đã test hát tốt đấy. Còn anh em nào mà chưa chơi muốn nghe thử thì mình vào YouTube thì mình sẽ nghe thử với các âm ly Fisher Khôi đã ghép trên YouTube nha, anh em có thể tham khảo nó. Rồi thì đó là toàn bộ những cái liên quan Khôi đã quay xong. Thì về mức giá nè, thì cặp AR2 bánh bò đẹp như thế này, có nghĩa là cùng một cặp loa nó có thể là mười mấy triệu, cũng có thể 20, cũng có thể 25 triệu. Đó, tùy theo cái lúc thời điểm ship, tùy theo cái tình trạng mà mình mua được, nó sẽ có giá khác nhau đấy. Thì với cái cặp loa đẹp như thế này, gân đỏ như thế này mà luôn quanh 20 triệu, được xem là giá tốt. Những năm trước nó phải 22-24 nhá, còn năm nay chỉ luôn quanh 20 triệu. Còn thứ hai là cặp AR3A thùng thông, thì cái cặp này nói thật với anh em là mình để hơi lâu đó, hơi lâu đó, nên là nhiều khi nó qua cái đợt, nó qua cái độ hot đi đó, nên là Khôi cũng sẽ cân đối, Khôi cân nhắc và Khôi sẽ bán cái giá tốt, cái giá thanh lý cũng được để thu hồi vốn và lấy chỗ nha. Thì cặp này bình thường những cái năm trước nó chắc chắn nó sẽ ngoài 35 triệu, chứ nó không bao giờ có cái giá mà dưới 30 như năm nay. Nhưng mà Khôi năm nay Khôi sẽ bán thu hồi vốn cho cái cặp AR3 này với cái mức giá là trên 25 triệu và dưới 30 triệu nha. Anh em tham khảo trên thị trường, trong tầm chơi thì cứ mình dạng alo để giao dịch thành công nha. Rồi clip của Khôi xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại tất cả những clip sau. Chúc tất cả mọi người sẽ lựa chọn được món hàng ưng ý, và không quên giúp Khôi, cho Khôi một kênh đăng ký nha, một like, một đăng ký để kênh được phát triển và nhân rộng đến tất cả mọi người.